Dùng tay trái đấy đó. Bị can đánh anh Phạm Minh Quân như thế nào? Bị can có vợ chưa? Đang có. Có vợ. Mình có tên người khác không? Đang không. Thì sau khi xảy ra chuyện gì có bị dạ làm giường trong gia đình ốc dạ nào bị đánh dùng tay trái đấy đó bị can đánh anh Phạm Minh Quân như thế nào? Bị can có vợ chưa? Đang có. Có vợ. Mình có tên người khác không? Đang không. Thì sau khi xảy ra chuyện gì? Dạ làm giường trong gia đình ốc dạ nào bị đánh dùng tay trái đấy đó bị can đánh anh Phạm Minh Quân như thế nào? Bị can có vợ chưa? Đang có. Có vợ. Mình có tên người khác không? Đang không. Thì sau khi xảy ra chuyện gì có bị